Và hôm nay mình là giới thiệu buổi chiều, mình cũng giới thiệu cho bà con về chiếc xe này luôn. Xe này mình cũng mới thu lại của khách thôi. Xe thì sơn cũng lâm dâm, nhưng mà màu nó cũng còn là tương đối chuẩn. Xe biển số 51G, anh em là Sài Gòn muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với Tuấn Anh. Xe này thì được chủ mà ta mạc rôm hết rồi. Tuy một chiếc xe người ta về ta xài chạy xước một góc này, nhưng mà anh em mua thì bên mình sẽ, anh em nhìn thấy không, anh em nào mua thì Pháp Anh sẽ làm. Cái này là Pháp Anh bao cho bà con ha, những cái chỗ nào xấu mình sẽ bao. Thì mình vừa mới lấy luôn, mình quay luôn để mình đăng lên YouTube cho nó nóng, đúng không bà con? Thì anh em bà con nào mua thì mình sẽ làm. Thì chiếc xe này chủ người ta mua về người ta chạy cũng 1.5 năm đấy rồi là mới bán lại. Xe này bốn cái vỏ còn mới mâm đúc, bà con nhìn thấy không, xung quanh xe còn rất là đẹp và sạch. Đây phía bên này cũng bị chạy một chút xíu, nhưng mà mình sẽ bao. Nói chung là xe nào nó có sao mình nói vậy ha, để cho anh chị em mình tiện mua. Mạ cà rôm đầy đủ hết này em ha, còn vỏ nè, mâm nè. Mâm đẹp ha anh chị em bà con ha, mâm vỏ còn khoảng 8 ha. Đây chỗ nó có vài chỗ bị số xấu đây, anh em nhìn thấy không? Nhưng mấy cái này thì mình sẽ đã nói là mình bao hết rồi ha, cho nên là bà con khỏi lo. Thì khi Pháp Anh bán xe là Pháp Anh cái nào Pháp Anh nói là cái đó. Còn về phần nhún ha, cái nhún của xe còn rất là tốt ha, không đến nỗi là phải làm. Cho nên anh em bà con nào mua thì anh em bà con có thể là chạy thôi, không là bà con chạy tập lái thời gian chán bán lại cho Pháp Anh. Ví dụ như là lỗ 15-20 hay là bao nhiêu phần trăm đó, bán lại cho Pháp Anh, Pháp Anh sẽ lại tiếp tục là giới thiệu bán cho những người có thu nhập thấp hơn. Tại vì trong cuộc sống mà mình phải cái nâng cấp hàng ngày. Ví dụ như hôm nay mình chưa có tiền thì mua cái xe thấp tiền, nhưng mà ngày mai mình có điều kiện một chút xíu là mình sẽ bán cái xe đi, mình sẽ nhường cái xe này cho những cái người mà có điều kiện ít, rồi mình sẽ mua những cái xe cao tiền hơn nữa. Cho nên là anh chị em bà con là muốn đây. Và cái mâm này anh em nhìn thấy cái mâm sau này cũng rất là đẹp luôn, thấy không? Nội thất xe này anh nhìn thấy không? Để xe hả? Để xe bên này nè. Dạ. Thì xe này Pháp Anh sẽ dọn sơ sơ, Pháp Anh sẽ bán cho bà con là 125 triệu. 125 triệu. Mình sẽ dỡ bốn cánh cửa ra, mình sẽ quay cho anh chị em mà con xem những cái nách cửa ha. Quay mấy cái nách cửa chi tiết đi em, để cho khách hàng có thể là trực tiếp ở xa có thể là đến xem được thì mua ha. Đó, mua về tập lái ha, tập lái chán có thể mang bán lại. Tại vì với cái dòng là con mua về con tập lái đi nó sẽ đỡ lỗ ha, nó không phải như những cái dòng khác. Chào anh hai. Chào anh. Cái này số trẻ. Anh hai cái đâu? Có nhiều người muốn. Ok. Anh hai cho em xin 1 ngày thôi. Ủa, trong túi không có tiền, mình không có tiền luôn nè. Không có luôn, đang không có xe đây luôn. Ok. Thằng đó là nó lớn hơn mình 2 tuổi đó. Hồi xưa sống cùng á, chơi bời dữ quá giờ bị tưng tưng. Thì anh em mà con nhìn thấy những cái nách cửa ha, thì mình nhìn thấy cái nách thôi mình đã thích rồi. Tất cả những cái chi tiết của nách cửa và xung quanh xe và những cái bệ bước đi lên đi xuống và những cái chi tiết nâng hạ kính ghế đầy đủ anh em chị ba con ha. Thì dòng xe này nó là xe Genka, thì xe này hôm vừa rồi mình có đăng một chiếc là 128 triệu á. Chiếc đó mình đăng cái giá đó mà anh em bà con có thể đã dành nhau mua rồi. Chiếc này mình đăng 125 thì có thể là bà con sẽ 125 là Pháp Anh bao dọn ha. Bao chỉnh sửa sơn lại là phải ít nhất phải bỏ ra 3 triệu á. Sơn nhìn nó đẹp vậy thôi, nhưng mà mình phải bỏ ra 2 triệu mình sơn, 1 triệu đánh bát thì nó phải mất hết 3 triệu ha. Cho nên là mình cũng nói rõ luôn. Bà con nhìn cái vô lăng đẹp không? Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đưa máy quay quay trực chi tiết của những cái phần đó cho anh em ở xa có thể mua. Sao em? Em đậu đó đi, em để đi, em chạy kia ra đằng sau. Em chạy cái con 60 này ra đằng sau. Mà cái con 60 như đang yếu bình mà. Em chạy ra đằng sau, em để ở đây này để em quay phim nha. Đó rồi. Thì với cái nách cửa và tất cả những cái ghế, ghế không có ghế nào rách hết. Cốp luôn ha. Nói chung là mình sẽ quay nhìn nó vậy. Xe thì nước sơn thì anh em mà con cũng thấy rồi. Nó nước sơn anh nhìn thấy không? Không có cái dấu nào chảy xước vậy nè.
có ha. Xe này người ta mới thay kèn hay sao mà có cặp kèn mới này, kèn cũ chứ. Trời, đồ nghề tùm lum tá la hết anh chị em thấy không? Quá trời, đủ thứ. Rất là bảnh. Xe này nhà ta đang đi mà đi. Xe này em bán, Pháp Anh bán là cách đây 1.5 năm rồi. Anh em bà con nhìn thấy cái gầm không? À, quay xuống cái gầm một chút xíu luôn cho khách hàng xem và ngắm nhìn trực tiếp cái con xe chuẩn bị mua ở tại ô tô của anh. Rồi xong rồi qua phía bên cánh cửa phía bên bên lơ quay luôn. Đó, đề máy luôn, nổ máy luôn, kiểm tra luôn, máy lạnh rất là tốt. Nắp cửa rất sạch, sạch đẹp mà anh chị em bà con. Nắp cửa nói chung là toàn bộ thôi, không có bị lỗi đâu. Thì mình có nói bà con là nó bị lỗi loanh quanh những cái chỗ nào đó thôi, không phải là lỗi hết. Tại vì xe này mình vừa lấy về thì mình quay luôn, nhưng mình không có phải là mình như nhiều chiếc thì mình phải dọn cho đẹp hay là đẹp mình quay ha. Nhưng mà nhiều chiếc thì mình cũng không cần đâu, tại vì khách hàng đã tin tưởng bên ô tô Phan rồi. Khách hàng đã tin rồi thì khách hàng cũng không cần. Nhiều khi nhiều người ta kêu con làm sao, con làm làm sao mà để cái xe chạy nó ngon là được rồi, chứ xe cộ bên trong máy mà sao mà biết được, đúng không? Cho nên là khi anh em bà con mà mua những cái xe bên Pháp Anh thì bà con biết rồi, những xe đồ đạc gấp ghế nó còn rất là tốt. Anh em nhìn thấy gập ghế này, gập ghế này rất là tốt. Là đây là những cái phần chi tiết của xe ha. Rồi đến phần máy luôn cho tất cả bà con ở xa, xe bật đèn hết luôn rồi, máy đang nổ luôn bà con ha, máy đang nổ rất là chuẩn luôn. Đó, cò hơi gõ nhẹ một chút xíu nha, hơi thì không bị đổ, hơi thì không bị đổ nha bà con. Đó, còn cò thì hơi gõ nhẹ chút xíu nha, cái nào ra cái đó nha. Đó, mà máy rất là chuẩn, bà con nhìn thấy cái hạch bằng máy không, rất là đẹp. Xe này thì động cơ rất là nhỏ, dòng này 100 cây nó chỉ có tiêu thụ khoảng có 7 lít tới 8 lít 100 cây thôi. Anh chị em mà con không tin có thể là mình ở bên dưới sẽ hỏi những cái người mà giỏi hơn, những cái chuyên viên để có thể người ta sẽ trả lời cho bà con về những cái xe của mình là chuẩn bị mua ha. Và cái phần dàn của xe này còn rất là đẹp. Xe này chỉ lỗi loanh quanh thôi nha, không bị đâm đụng nha, không bị tai nạn, không ngập nước nha. Mình mua bán xe cái nào ra cái đó ha. Mình bán theo giá thị trường, mình bán theo giá xe. Nên là những cái xe Pháp Anh bán ra là Pháp Anh canh đê đong đếm rất là chuẩn để ra một chiếc xe bán cho bà con, chứ không phải là mình mua những cái xe nát, xe đâm đụng bị tai nạn rồi mình về mình dọn lên mình bùa lên mình bán cho bà con ha. Mình không có làm vậy, Pháp Anh không làm vậy, tại vì Pháp Anh bán xe Pháp Anh còn tính cái đường lâu dài, chứ không phải Pháp Anh bán một ngày một hai. Để đẻ đi em, để anh lấy anh đi mà, để đậu luôn đi, để đẻ sang ngoài trước tích rồi luôn, cho cái này vô đó này. Đó bà con nhìn thấy không, xe cộ thì mình có nói rõ rồi, đó cò hơi gõ nhẹ, cò này có thể chỉnh được, nhưng mà máy ron không hở không có gì cho nên mình không muốn đụng như luôn, nhưng mà để bà con đi bình thường. Còn máy móc này thì anh em mua thì mình bao cho ha, không bị đổ hơi ha. Còn anh em nào mà kỹ có thể mang về thịt tiệm mà hay nơi gần nhất của mình thì có thể là sẽ làm ha. Xe này kèn người ta mới thay, phần đầu để phần đầu là còn nói là phần zin ha, phần đầu không bị đâu. Cho nên chiếc xe này anh em mà còn thấy không, ghen cha đèn sáng trưng. Tay lái xe này rất là chuẩn và nhẹ nữa ha. Tay lái rất là nhẹ nữa. Cho nên là xe này chị em phụ nữ mà tập lái mua về tập lái rất là chuẩn. Dòng này máy lạnh thì khỏi phải chê rồi bà con ha. Máy lạnh chạy sướng lắm. Những cái tấp lô mà con nhìn thấy người ta để dán cái tốp hết rồi nè, rất là đẹp nha. Không phải làm như km xe này thì để mình kiểm tra thử coi, chắc mình nghĩ đi chắc cũng nhiều ha. Test luôn cho bà con xem thôi. Ồ, km này bị chủ ha. Mình nghĩ là bị chủ người ta tua lại rồi bà con. Mất luôn rồi. Bây giờ không biết dấu hiệu luôn rồi. Không có dấu vết luôn. Xe nó nhiều khi mình nhìn mình biết được xe nó còn như thế nào mà xe này là bỏ tay luôn, không nhìn thấy ra. Máy lạnh thì chuẩn ha. Máy lạnh chuẩn. Bật máy lạnh lên rồi ra thì nhìn một chút xíu. Máy lạnh là lạnh teo luôn bà con ạ. Rồi mình cũng kết thúc video nha. Xe này thì đời nó là 207 thôi ha bà con ha. Đời 207 thôi, nhưng mà xe của nó là mâm đúc. Mâm đúc mâm đẹp luôn nha, mâm xịt luôn nha. Mình quay cái gầm mâm sẵn mâm luôn cho bà con xa nhìn nè. Tại vì em quay xa là có thể bà con sẽ không nhìn rõ, bây giờ mình sẽ có gần luôn cho bà con nhìn nè.
để bà con phân biệt được cái xe chuẩn bị pháp anh bán cho bà con. Gầm 01 nha bà con nha, cái mâm này mâm đẹp nha, còn cái trong này là thắng bố thắng, nó dùng bằng bố thắng chứ không phải là bằng đĩa. Dòng này thì chưa có ABS nha bà con. Đó thì cái bên này cũng vậy nè, cái bên này thì nó xài bằng đĩa, cái này là bằng đĩa đâu không nói rồi. Nhưng cái mâm này còn rất là đẹp mà. Mâm này bà con mua về không phải làm gì nha bà con. Đó bà con nhìn thấy đó, cái gầm em xịt nhìn sơ cái gầm coi nó có cho khách hàng bà con nhìn luôn đi, để bà con an tâm, để bà con ở xa có thể là đi đến đây, nhiều khi nhiều bà con á đi 200-300 cây số hay 400-500 cây số đến đây thì là mua luôn, chứ không phải là đến đây thì cái thấy Pháp Anh quay cái xe thì cái gì cũng khen hết, mà tới đây cái gì cũng bày hay hết. Thì xe này Pháp Anh ngày mai phải bỏ ra sơn, thì mình có nói rồi, mình sẽ bỏ ra từ 2-3 triệu là mình làm cho bà con nha. Mình cũng tắt máy nha. Thôi, bye bye, kết thúc video nha. Cảm ơn anh em bà con đã theo dõi clip mình. Anh em bà con thấy hay đăng ký chia sẻ của mình nha. Bye bye.